Từ đầu năm đến nay, bà con nông dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã trồng được gần 930 ha cây mắc ca, tăng hơn 60% so với năm 2020. Số diện tích cây mắc ca trồng mới tập trung chủ yếu tại Tuần Giáo, Mường Ảng và Điện Biên, nâng tổng diện tích cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên lên hơn 3.800 ha. Theo đánh giá, 1 ha cây mắc ca trung bình từ năm thứ 6 trở đi cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng 1 ha, từ năm thứ 10 thì khoảng 150 triệu đồng 1 ha hiện hàng trăm hecta cây mắc ca đã cho thu hoạch quả, năng suất đảm bảo yêu cầu. Để tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây mắc ca, tỉnh Điện Biên đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện dự án và đảm bảo quyền lợi cho người dân góp đất trồng cây mắc ca, đồng thời có những chính sách ưu đãi về thuế, miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.